Cái quần áo dơ trong máy giặt xoay chuyển thật là quyền diệu. Bây giờ là 9 giờ 34 phút chủ nhật. Vốn dĩ có thể ở trên giường ngủ nướng, vậy mà bây giờ lại phải mượn cớ giặt đồ ra đây hưởng thụ 45 phút tự do. Tôi lại mất đi 1 phút. Thời gian qua nhanh thiệt. Tôi đã nhìn thấy Cung Diệp nhìn chằm chằm vào máy giặt. Hôm đó là tại vì máy giặt ở nhà bị hư đó. Cung Diệp nói là phải mang ra ngoài tiệm giặt ủi cho bọn họ xử lý, cho nên anh ta tự mang đi. Còn nữa, có một lần tôi nghe Kim nói lại, anh ta mang xe ra ngoài rửa, thà ngồi trong xe ngủ cũng không muốn đi. Như cũ nha, 3 tiếng sau tôi quay lại lấy. Cảm ơn anh nha. Cung Diệp. Nhân viên đó còn nói lại với anh Kim, mỗi lần Cung Diệp đi rửa xe đều ở trong xe nằm ngủ, không muốn ra khỏi xe đó. Chỗ rửa xe đó rất nổi tiếng là rẻ rồi, với lại họ rửa xe rất là lâu, nên Cung Diệp rất thích nằm trong xe để ngủ đó. Thật ra anh Minh cũng nhìn thấy Cung Diệp ngồi một mình ở công viên đó. Cung Diệp, chị Mary không phải nói hôm nay anh ta tăng ca sao? Sao tự nhiên ngồi một mình nghe nhạc ở đây vậy? Hôm nay thời tiết đẹp lắm đó. Vậy em lại muốn ra đường hả? Muốn đó, nhưng mà chúng ta có hiệp ước mà. Nè, sau này cứ cách mỗi một tuần chúng ta mới ra ngoài đi chơi. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi của anh, cho nên chúng ta ở nhà nghỉ dưỡng. Vậy à, thật ra ngày nghỉ phép anh muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi. Em có thể ra ngoài đi chơi mà, có thể hẹn bạn của em đi cũng được. Nhưng mà em cũng muốn ở nhà, không cần làm gì hết, để nghỉ dưỡng với anh đó. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm đó, có người vợ nuông chiều anh như vậy. Thời tiết tốt như vậy, trốn trong nhà đúng là thiệt thòi quá. Mà mau đến tuần sau đi, mình muốn đi chơi lắm.